Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 261 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần đi ở rẻ tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhà họ Kiều, người đàn ông trung niên từ từ bước tới chỗ thác nước, Lúc này, người ở dưới thác nước không còn thở nữa, nhiều chỗ trên người anh ta đã bị gãy và nứt ra, máu bị nước cuốn trôi, hai cánh tay đã đứt lìa, xương tan nát, cả người cứng đơ ra. Người đàn ông trung niên nghiêng đầu đi, người bên cạnh ông ta lập tức đi tới đưa thi thể xuống, đem cho chó ăn. Dạ, cái xác bị lôi đi, người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng trên tảng đá rêu xanh to lớn, nhắm mắt nghỉ ngơi, lắng nghe tiếng thác đổ lúc này người của nhà họ kiều nhanh chóng chạy đến ông chủ xảy ra chuyện rồi đừng có nói với ta là kiều trung bào và kiều đức trọng cũng không trở về được nha người đàn ông trung niên khẽ mở mắt ra vẻ mặt vô cảm nói bọn họ là hai cao thủ ở địa cấp đáng nể muốn giữ bọn họ ở nhà họ kiều chúng ta cũng không phải là chuyện dễ dàng gì mà giang thành bé tí đó hẳn là không thể làm được điều đó đúng chứ tên tay sai nhà họ Kiều đó ngập ngừng cúi đầu nói, "Ông chủ, hai vị Kiều Trung Bảo và Kiều Đức Trọng thực sự là không quay về được." "Cái gì cơ?" Người đàn ông trung niên lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn chằm chằm người báo tin, lạnh lùng nói, "Bọn họ đã đi đâu rồi? Bị cái tên Lâm Thần Y đó bắt hay là bị giết rồi?" "Tôi không biết nữa." Hai người bọn họ đi vào chỗ của Lâm Thần Y liền cắt đứt liên lạc. Đã gần một ngày rồi cũng không có thấy đi xa cũng không có một chút động tĩnh nào từ chỗ của lâm thần y cả người đưa tin vội vàng nói người đàn ông trung niên im lặng sau khi nghe thấy vậy lúc này người đưa tin đột nhiên lấy ra một lá thư và đưa cho ông ta đây là cái gì người đàn ông trung niên lạnh lùng hỏi khi tôi chuẩn bị rời đi thì bất ngờ có người đưa bức thư này cho chúng tôi nói rằng phải để ông tự tay mở ra người đưa tin đó cho hay vậy thì khỏi phải đoán chắc chắn là thư của tên lâm thần y đó. xem ra anh ta đã đoán ra được ý đồ của chúng ta. <laughs> cũng thú vị đấy. người đàn ông trung niên cười khẩy và mở phong thư ra xem. tên thuộc hạ rẻ rặt quan sát sắc mặt của người đàn ông trung niên, nhưng lại thấy sắc mặt của ông ta không hề bận tâm. một lúc sau, người đàn ông trung niên vò tờ giấy thành một cục rồi ném xuống mặt đất. ông chủ, tên lâm thần y đó nói thế nào ạ? kiều trung bảo và kiều đức trọng và những người khác đã bị tên lâm thần y giam giữ rồi hắn ta nói nếu muốn cứu mạng của những người này thì ta phải lấy đồ có giá trị tương đương ra đổi người đàn ông trung niên thờ ơ nói cái gì tên tay sai của nhà họ kiều vô cùng tức giận đâu ra cái lý đó chứ tên lâm thần y này đúng là gan to thật hắn đang bắt chẹt nhà họ kiều chúng ta ư Ông chủ, chúng ta nên nhanh chóng huy động toàn bộ lực lượng tiêu diệt cái tên chó chết đó mới được. Cho hắn ta biết sự lợi hại của nhà họ Kiều chúng ta. Đừng vội hấp tấp, kèo lại phá hỏng đại cuộc. Muốn tiêu diệt cái tên lâm thần đi đó, quá đơn giản. Ý của ông chủ là... Tên chó đó muốn gì từ chúng ta sao? Trước khi Kiều Tín Mạnh bị bắt đi, đã để lộ đan dừa cứu mạng ở bữa tiệc liên minh thương mại. Đàn dược cứu mạng này được tinh chế dựa trên công thức của thần y biển thước ở thời kỳ chiến quốc. Tôi nghĩ vì thế mà tên lâm thần y đó mới trắng trợn bắt người của nhà họ kiều chúng ta để ép chúng ta giao ra công thức. Người đàn ông trung niên nói, ông chủ không thể giao ra được đâu, đó là bảo vật của nhà chúng ta mà. Giao thì ta chắc chắn là không giao rồi, nhưng chúng ta có thể lợi dụng chuyện này để đàm phán với lâm thần y. Nghe ta dặn đây, bảo người của gia tộc chuẩn bị tốt đi ngoài ra viết thư trả lời lâm thần y trưa mai tôi sẽ đến giang thành để gặp anh ta một chuyến rõ tên thuộc hạ đó chắp tay lại rồi xoay người chạy đi người đàn ông trung niên nhìn dòng thác đang chảy xiết hít một hơi thật sâu rào quá cứng thì dễ gãy còn ngọc quá cứng thì dễ vỡ lâm thần y ngày mai tao sẽ cho mày biết nếu chống lại nhà họ kiều sẽ có kết cục như thế nào phan lâm nhận được tin tức liền sai người bố trí bàn trà tại một trang trại trên núi đỗ lan ở phía tây ngoại thành của giang thành để đợi ông chủ nhà hò kiều trương thất dạ tào đức duy và nguyên tinh bạch thiếu quân và những người khác đều đến rồi mọi người đứng sau lưng phan lâm lặng lẽ chờ đợi phan lâm nhàn nhã uống trà và ngắm cảnh núi đỗ lan lúc này huỳnh lam chạy tới chủ tịch lâm người đến rồi dẫn qua đây Phan Lâm mỉm cười, Huỳnh Lam lùi xuống. Một lúc sau, một đám người mặc áo khoác ngoài màu đen đi lên sơn trang đỗ làm. Người dẫn đầu là ông chủ của nhà họ Kiều. Ông chủ của nhà họ Kiều tên là Kiều Long Nam. Ông ta cao một m chín và mặc một chiếc áo khoác đen trông rất quyền lực. Ông ta có một khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm và đôi mắt to, vẻ mặt uy nghiêm, dài bước vào sơn trang, đứng chắn trước mặt Phan Lâm bất kể là ai đối mặt với ông ta đều sẽ cảm thấy áp lực. Tuy nhiên, Phan Lâm vẫn bình thản như thường, không có bất kỳ phản ứng nào. Vì đây, chắc là Lâm Y sao? Đúng là tuổi trẻ tài cao. Kiều Long Nam nhìn Phan Lâm gật đầu khen ngợi. Phan Lâm bắt giữ con trai của ông ta, đã thương người của nhà họ Kiều và trà đạp danh dự của cả nhà họ Kiều. Thật ra thì Kiều Long Nam muốn chặt xác Phan Lâm ra thành trăm mảnh, nhưng với người như ông ta sẽ không để lộ sự tức giận căm thù ra ngoài đâu. Ông chủ Kiều quá ghen rồi. Mời ngồi, uống tách trà của kẻ hèn mọn này pha đã. Phan Lâm vừa cười vừa khéo léo pha trà. Trà do Lâm thần đi pha sao? Vậy thì tôi phải nếm thử rồi. Kiều Long Nam ngồi xuống nhưng không có lộ ra vẻ gì là đề phòng. Phan Lâm rót trà. Trong chốc lát, hương trà bay đến nước mũi kiều long nam nhấp một ngụm hai mắt sáng lên ngon ngon lắm trà ngon lắm không ngờ lâm thần y không chỉ tinh thông về y thuật mà còn hiểu biết về trà đạo đáng ngạc nhiên như vậy thật là lợi hại mà kiều long nam không khỏi cảm thán mặc dù rất ghét phan lâm nhưng ông ta cũng không khỏi cảm thán và khâm phục khi thấy một người lớn bằng con trai mình mà lại có tài năng và thực lực như vậy nếu người này là con trai của ta thì tốt biết mấy nhà họ kiều sẽ phồn thịnh lắm đây trong lòng của kiều long nam than thở nghĩ đến cái thứ bất tài kiều tín mạnh trong lòng lại khó chịu so sánh như vậy làm ông ta tức đến phát tiên ông chủ kiều quá khen rồi tôi chẳng qua cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với trà đạo thôi thu vui tào nhãi mà phan lâm cười nói lâm thần y khiêm tốn quá lão già hèn mọn này cũng đã có hàng chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực trà đạo tay nghề của lâm thần y thế này phải là người phi thường mới làm được đấy kiều long nam cười nói phan lâm lắc đầu cười rồi tiếp tục pha trà kiều long nam nhìn chằm chằm vào phan lâm sau một lúc dường như ông ta không nhịn được nữa đi thẳng vào chủ đề và nói lâm thần y chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa con trai tôi và người của nhà họ kiều tôi đâu rồi bọn họ sao bọn họ rất ổn đều rất ổn được tôi tiếp đãi tốt mà phan lâm uống một ngụm trà rồi cười nói tiếp đãi tốt sao kiều long nam trao mày đám người của nhà họ kiều cũng rất căng thẳng phan lâm đơ người cười nói yên tâm yên tâm tiếp đãi mà tôi nói chỉ đơn giản là nghĩa đen vậy thôi chứ không có ý gì khác đâu bây giờ bọn họ đều nguyên vẹn không thương tổn ở đâu cả ông không cần phải lo đã không có gì vậy thì xin lâm thần y hãy thả con trai tôi và bọn họ ra kẻ hèn mọn này cực kỳ biết ơn kiều long nam vui vẻ hòa nhã nói nhưng ánh mắt thì lại không ngừng để ý phan lâm phan lâm lại im lặng vẫn là nhìn trà pha trà và thường trà mặt của những tên thuộc hạ của nhà họ kiều đứng ở bên cạnh lộ vẻ tức giận ai nấy đều nhịn không nổi chuẩn bị ra tay theo bọn họ ra tay với phan lâm ở cự ly gần như vậy là một việc ngon ơ đợi đến khi khống chế được tên này rồi thì bảo hắn ngoan ngoãn thả kiều tín mạnh và những người khác ra không phải là dễ như chờ bàn tay sau tuy nhiên kiều long nam đã kịp thời nháy mắt với những người này bảo bọn họ không được hành động hấp tấp ông chủ một người bên cạnh thầm gọi ông ta với giọng nói nhỏ nhẹ dè dặt đừng có lộn xộn những người đứng sau lâm thần y không đơn giản đâu Kiều Long Nam trầm giọng nói. Đám thuộc hạ nhà họ Kiều liếc nhìn những người đứng phía sau Phan Lâm. Hầu như bọn họ đều khịt mũi, tỏ vẻ khinh thường. Rõ ràng là bọn họ không coi trọng gì nhóm người đứng phía sau Phan Lâm. Lâm thần y, chúng ta đều là những người thông minh. Vậy thì hãy nói thẳng ra đi. Cậu cứ đưa ra điều kiện đi. Nếu như kẻ hèn mọn này có thể đáp ứng, thì tuyệt đối không từ chối đâu. Chỉ xin cậu có thể thả con trai ta ra. Kiều Long Nam nhẹ giọng nói. Ông chủ Kiều, Tại hạ trả ra điều kiện gì cả. Là con trai của ông nhiều lần gây hấn với tôi. Chẳng qua là tôi muốn dạy cho cậu ta một bài học. Thực ra thì... Ông cũng không phải đến cầu xin tôi làm gì. Ông cứ quay về đi. Đợi tôi dạy dỗ cậu ta vài ngày. Rồi thì xét thả cậu ta ra thôi. Phan Lâm cười nói. Nói thì nói như vậy thôi. Chứ Kiều Long Nam không tin đâu. Ông ta do dự một lúc lấy ra một cuộn thẻ tre cũ nát từ trong tay áo và đặt nó lên trên bàn trà. Thứ này thuộc về cậu. Thả người của tôi ra. Thế nào? Đây là... Đây không phải là điều mà Lâm Thần Y đang nghĩ tới sao? Công thức của Thần Y biển Thước thời chiến quốc. Kiều Long Nam khản giọng nói. Những lời này vừa nói ra, trái tim của Phan Lâm đập thình thịch. Nhưng vẻ mặt không thay đổi. Anh uống thêm một ngụm trà, lãnh đạm nói. Cho tôi sao? Vật này đủ để đổi lấy con trai của tôi rồi chứ? Kiều Long Nam nói. Phan Lâm trầm mặc. Sau một lúc anh gật đầu. Ông chủ Kiều đã hào khí như vậy. Thì tại hạ cũng không nên không biết điều. Vậy thì tôi cất vật này nhé. Người đâu? Kiều Long Nam hỏi ngay. Phan Lâm nghiêng đầu. Huỳnh Lam đứng sau lập tức hiểu ý. Xoay người chạy ra ngoài. Một lúc sau, một nhóm người được đưa đến Sơn Trang. Cậu chủ! Người của nhà họ Kiều lên tiếng. Ba! Kiều Tín Mạnh vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy người nhà họ Kiều ở đây, nhưng khi nhìn thấy Phan Lâm đang ngồi đối diện với Kiều Long Nam, sắc mặt của anh ta đột nhiên thay đổi. Anh ta rụt cổ lại, không dám ho he gì nữa, trông rất khép nép, sợ sệt. Điều này khiến cho người nhà họ Kiều lấy làm lạ, Kiều Tín Mạnh mà lại hiền lành như thế sao? Không giống với cậu ta chút nào hơn nữa kiều đức trọng và kiều trung bào đều cúi đầu không dám nhìn qua hướng này bộ dạng rất sợ sệt sao mà lại thành ra như thế này chứ đầu óc của mấy người họ đều trống rỗng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra kiều long nam liếc nhìn một cái cảm thấy rất bối rối nhưng ông ta cũng không nhiều lời đứng lên nói lâm thần y đã thẳng thắn như vậy vậy thì lão già hèn mọn này cũng không nói gì nữa lâm thần y lần này là con trai tôi không đúng tôi xin lỗi cậu. Ông chủ Kiều khách sáo rồi, đừng như thế chứ. Được rồi, Lâm Thần Y, hiểu lầm của chúng ta cũng đã giải quyết xong, vậy tôi không ở lại đây nữa. Làm phiền rồi, ngàn lần xin lỗi cậu, cáo từ. Ông chủ Kiều, để tôi tiễn ông. Không cần, không cần đâu, anh cứ ở đó đi. Kiều Long Nam vội vàng nói, sau đó cùng với đám người nhà họ Kiều rời đi, Phan Lâm đứng nhìn từ xa. Sau khi người nhà họ Kiều rời đi, anh nóng lòng ngồi xuống và cẩn thận ngắm nghía thẻ tre ở trên tay. Nhìn thấy dáng vẻ tham lam và thiếu kiên nhẫn của Phan Lâm, Trường Thất Dạ và những người khác đứng phía sau có chút kinh ngạc. Họ có thể thấy rõ sự nóng lòng và sự tham lam trong mắt của Phan Lâm. Đó là lần đầu tiên họ nhìn thấy Phan Lâm như vậy. Mấy người bọn họ nhìn nhau, nguyên tình đi về phía trước. Giáo chủ, giáo chủ, sao đấy? Sau khi kêu lên mấy lần, Phan Lâm mới phản ứng lại. Giáo chủ, nhà họ Kiều đã rời đi, nhưng tôi nghĩ họ sẽ không buông xuôi như vậy đâu. Để đề phòng... Nguyên tình cung kính nói. Tôi biết. Vậy thì chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Không cần làm gì hết. Cứ ngồi đó, đợi bọn họ sẽ quay lại thôi. Phan Lâm vừa nói, vừa nhìn cuộn thẻ tre. Mọi người nhìn nhau, ai nấy đều khó hiểu, nhưng vẫn lặng lẽ, chờ đợi. Người nhà họ Kiều vừa ra khỏi Sơn Trang thì lập tức dừng lại. Người của tập đoàn Dương Quang có đi theo không? Kiều Long Nam nhìn xung quanh vài lần, khàn giọng hỏi. Thưa ông chủ, không có ạ. Trước khi chúng ta vào đây, người của chúng ta đã giám sát tất cả mọi thứ ở đây rồi. Hiện nay, Lâm Thần Y vẫn đang ở trong sơn trang, nhìn những thẻ tre. Chưa từng rời khỏi đó, cũng không có phái người trong chừng chúng ta. Người đứng phía sau cung kính bước tới nói. Hử. Xem ra Lâm Thần Y này không có chút phòng bị nào đối với chúng ta." Kiều Long Nam liếc nhìn Kiều Tín Mạnh rồi hừ lạnh nói, "Tên khốn kia còn không mau tới đây sao?" Ba. Kiều Tín Mạnh run rẩy bước tới, "Bị thương ở đâu rồi sao?" Kiều Long Nam lạnh lùng hỏi. "Không, không có bị thương chỗ nào hết." Kiều Tín Mạnh cứng đầu đáp. "Lâm Thần Y không tra tấn con sao?" "Chuyện đó, chuyện đó, không, không có ạ." À? Lâm Thần Y không có moi bất cứ thông tin gì từ con hết. Nếu đã như vậy, thì sao con còn yếu đuối như vậy chứ? Thật vô dụng, làm mất hết mặt mũi của nhà họ Kiều chúng ta rồi. Kiều Long Nam trực tiếp giơ cánh tay lên, tát một bạt tay. Tiếng bạt tay giòn giã vang lên. Kiều Tín Mạnh bị đánh đến xoay một vòng, xém tí nữa là ngồi bệt xuống đất. Ba, con... Kiều Tín Mạnh che mặt, muốn nói cái gì đó, nhưng đã bị Kiều Long Nam hét lên một cách nghiêm khắc cắt ngang. Câm miệng, cái thứ chuyên làm mất mặt này, mau cút ngay, đợi tao xử lý xong Lâm Thần Y, sẽ quay lại dạy dỗ mày. Kiều Long Nam lạnh lùng hét lên. Nghe vậy, Kiều Tín Mạnh, Kiều Đức Trọng và Kiều Trung Bảo đều biến sắc. gia chủ, ngài, ngài định đối phó với Lâm Thần Y sao? Sắc mặt của Kiều Đức Trọng rất khó coi, hỏi dồn. Thế thì đã sao chứ? Hai người cũng là hai tên phế vật lần này trở về chờ mà bị xử lý theo gia quy đi kiều long nam đáp lại một cách khinh thường nhưng kiều đức trọng lập tức quỳ dạp trên mặt đất và sốt sắng hét lên gia chủ không được không thể được sao vậy kiều long nam cau mày mới đây đã mua xin tha rồi sao không cảm thấy quá sớm sao thàm sống sợ chết như vậy cũng xứng đáng làm người của nhà họ kiều sao không gia chủ ý của tôi không phải là như vậy đâu, ý của tôi là ngài không thể đến gây sự với Lâm Thần Y được đâu." Kiều Đức Trọng lo lắng nói. "Ý của anh là sao đây?" Sắc mặt của Kiều Long Nam rất khó coi, khó hiểu hỏi. "Giả chủ, không thể động đến Lâm Thần Y được đâu, anh ta không đơn giản như những gì chúng ta nghĩ, tuyệt đối đừng động chạm đến anh ta." Kiều Đức Trọng gấp gáp hét lên. Đến cả Kiều Trung Bảo cũng quỳ xuống gấp gáp nói: gia chủ bây giờ phải rời khỏi đây gấp đừng có đến gây sự với lâm thần y nếu không nếu không chúng ta sẽ rơi vào cảnh chớ trêu đó nghe hai người nói vậy người nhà họ kiều cũng hết sức bất ngờ hai người này là cao thủ cấp địa của nhà họ kiều sao giờ dáng vẻ bọn họ lại như thề sợ lâm thần y đến vậy nhát gan đến vậy chứ các người thật là vô lý quả là đồ vô dụng mau đứng dậy cho tôi Kiều Long Nam tức giận nói không nên lời, hùng hồ hét lên. Nhưng cả hai không đứng dậy mà vẫn tiếp tục thuyết phục Kiều Long Nam rời đi. Kiều Tín Mạnh thấy vậy thì cũng quỳ xuống và hét lên. Ba, những lời ông Trọng và ông Bảo nói đều là thật đó. Cái tên Lâm Thần Y đó không phải là hạng tầm thường đâu. Chúng ta không thể đấu với anh ta đâu. Nếu không, nếu không chúng ta sẽ tiêu đời đó. Chúng ta mau mau rời khỏi đây đi ba. Không thể tiếp tục ở lại đây được nữa đồ rác rưởi kiều long nam hét lên và đá kiều tín mạnh một cách thô bạo kiều tín mạnh ngay lập tức ngã lăn về phía sau vài vòng đất cát dính đầy mặt trông vô cùng thảm hại nghe này hai người đứng dậy ngay cho tôi cùng tôi đi xử lý cái tên lâm thần y đó bảo vật gia truyền của nhà họ kiều chúng ta vẫn đang nằm trong tay của anh ta nếu hôm nay không lấy lại được thì các người đừng ai muốn trở về nhà họ kiều nữa Kiều Long Nam giận dữ, nghiêm nghị hét lên. Tinh thần của ông ta khiến không ai dám từ chối. Già chủ, nếu như ngài nhất quyết phải đi thì đồng nghĩa với việc tự tìm đường chết. Việc đã đến nước này, tôi không thể không nói cho ngài biết một bí mật động trời. Thấy không thuyết phục được Kiều Long Nam, Kiều Đức Trọng đành phải nghiến răng nghiến lợi, hét lớn. Kiều Long Nam nghe vậy thì lừa giận trên mặt giảm bớt đôi chút, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ông ta, rồi hỏi bí mật gì. Khi thấy vậy, Kiều Đức Trọng liếc mắt nhìn Kiều Trung Bảo, sau đó nuốt nước bọt, đứng dậy nghiêm túc nói: "Gia chủ, có lẽ ngài sẽ không tin, nhưng chuyện này tôi tận mắt nhìn thấy, không phải chỉ có tôi mà còn có Kiều Trung Bảo, còn có cậu chủ, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy." "Nhìn thấy cái gì? Nói mau đi." Kiều Long Nam sốt ruột hét lên. "Chúng tôi đã nhìn thấy" người đứng đầu của liên minh thương mại bạch họa thủy kiều đức trọng khàn giọng nói lời vừa dứt tất cả mọi người trong nhà họ kiều đều vô cùng bất ngờ ai cơ kiều long nam mở to mắt hỏi bạch họa thủy kiều đức trọng lặp lại bạch quản lý thủy sao anh nhìn thấy cô ta ở đâu lâm thần y nhốt chúng tôi dưới tầng hầm không chỉ có quản lý thủy chúng tôi còn nhìn thấy được người của tuyệt phạt và người đứng đầu tài quyết viêm hận bọn họ đều ở đó đều bị lâm thần y bắt nhốt kiều đức trọng nghiêm túc nói trong khoảnh khắc xung quanh không có bất cứ âm thanh nào tất cả mọi người đều sững sờ những lời nói của kiều đức trọng như xét đánh ngang tay khiến cho mọi người có mặt tại hiện trường đều kinh ngạc họ nổi hết cả da gà và trong thâm tâm của bọn họ run rẩy mọi người đều không thể tin vào tai của mình Cậu, cậu nói cái gì? Chủ nhân liên minh thương mại Bạch Họa Thủy, đội trưởng đội phán quyết viên hận đều bị Lâm Thần Y quản thúc sao? Kiều Long Nam cũng vô cùng kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn Kiều Đức Trọng. "Vâng, vâng, thưa gia chủ." Cậu tận mắt nhìn thấy sao, hay là tin đồn? Kiều Long Nam nắm lấy cổ áo của Kiều Đức Trọng. "Tận mắt chứng kiến, bảo đảm là tận mắt nhìn thấy." nếu không tin ngài có thể hỏi cậu chủ, kiều tín mạnh bọn họ cũng đã nhìn thấy kiều đức trọng vội vàng nói ba những gì ông trọng nói đều là sự thật đây bởi vì điều này còn mong bà đừng đối đầu với lâm thần y ngay cả chủ nhân của liên minh thương mại cũng không phải là đối thủ của anh ta hiện tại chúng ta đang xung đột với hắn chắc chắn sẽ không chiếm được thế thượng phong đâu chúng ta vẫn nên nhanh chóng chạy đi nếu như lâm thần y đột nhiên hối hận không chịu buông tha cho chúng ta thì chúng ta sẽ xong đời đó kiều tín mạnh vội vàng nói cậu chủ nói đúng gia chủ nếu như chúng ta đã biết bí mật của lâm thần y chúng ta nên rời khỏi đây ngay lập tức sau đó báo cáo sự việc này với liên minh thương mại và hội nghị đồng thời dùng sức mạnh của liên minh thương mại và hội nghị để đối phó với lâm thần y nếu như hội nghị có thể đích thân ra mặt chỉ là một lâm thần y thôi một con kiến trên đất cũng chẳng bằng như vậy thì ngày tàn của hắn cũng sẽ nhanh đến thôi. Kiều Trung Bảo cũng vội vàng nói. Tuy nhiên, Kiều Long Nam đã im lặng, vẻ mặt vẫn còn bàng hoàng. Nhưng không lâu sau, vẻ mặt kinh ngạc của ông ta đột nhiên từ từ khôi phục lại. Ông ta hừ lạnh mấy tiếng, một cách lạnh nhạt bằng mũi. Cả ba đều sừng sốt. Gia chủ! Kiều Đức Trọng thận trọng gọi. Tuy nhiên, anh ta nhìn thấy tay trái của Kiều Long Nam tát thẳng vào mặt của Kiều Đức Trọng. Kiều Đức Trọng lùi lại và kinh ngạc nhìn Kiều Long Nam. Ba! Ba! Kiều Tín Mạnh im lặng. Ngu xuẩn! Kiều Long Nam hét lên. Cả ba đều sững sờ. Kiều Trung Bảo, Kiều Đức Trọng. Người làm ta thất vọng quá rồi. Kiều Tín Mạnh còn trẻ và thiếu suy nghĩ thì không nói. Hai người đã già đến mức này rồi còn bị lâm thần y lừa gạt như vậy. Hai người là đồ ngốc không biết suy nghĩ. Trong não toàn là bã đậu hay sao? Kiều Long Nam chỉ vào Kiều Trung Bảo và Kiều Đức Trọng chơi rùa. Dạ chủ, chúng tôi... Hai người ngẩn ra. Các người cho rằng đó là bạch họa thủy thật sao? Người tuyệt phạt cùng với người khoán quyết sao? Thật nực cười. Các người đã bị lừa rồi, họ không phải là ai cả. Họ chỉ là một nhóm diễn viên được thuê bởi Lâm Thần Y thôi. Kiều Long Nam ẩm ừ nói. Diễn... diễn viên sao? Cứ tưởng tượng nếu như Lâm Thần Y thật sự bắt những người này anh ta làm sao có thể cho các người biết được chứ? Nếu để cho các người biết, các người có thể sống sót đứng ở chỗ này sao? Anh ta đã giết chết các người rồi. Vậy, vậy tại sao anh ta lại yêu cầu các diễn viên nói dối chúng tôi chứ? Không phải là để răn đe các người hay sao? Vậy thì sẽ tiếp tục thông qua miệng của các người để răn đe nhà họ Kiều của chúng ta. Kiều Long Nam cười chế nhạo liên tục, biểu cảm như đã nhìn thấu được tất cả. Thằng nhóc họ phan này đừng tưởng nó còn nhỏ trên thực tế lòng dạ của nó rất thâm sâu bây giờ nếu ta tin vào những gì ngươi nói và ta tin chắc rằng nó đã nắm trong tay chủ nhân của liên minh thì chắc chắn ta sẽ đến hội nghị để nộp đơn khiếu nại nếu như những người ở hội nghị đến và phát hiện ra rằng tất cả đều là do lâm thần y giả mạo thì ngươi nói xem người của đại hội sẽ nghĩ như thế nào về chúng ta họ sẽ nghĩ rằng chúng ta đã chơi khăm hội nghị sau đúng đến lúc đó chúng ta không những không giết được lâm thần y mà còn đắc tội với hội nghị nữa không những không thể xé nát cái mặt nạ của lâm thần y mà còn dồn chúng ta vào thế bị động chuyện này làm sao có lợi cho chúng ta được đây kiều long nam lạnh lùng nói người nhà họ kiều ở xung quanh gật đầu sau khi nghe thấy vậy gia chủ sáng suốt vẫn là gia chủ thông minh đã nhìn thấu thủ đoạn còn con này của lâm thần y những lời khen ngợi không ngớt nhưng gia chủ tôi chắc chắn những người đó không phải là giả đâu tôi đã từng nhìn thấy viêm hận nếu là giả chẳng lẽ tôi không thể tìm ra sơ hở sao hơn nữa tôi cũng biết cách ngụy trang tôi đã quan sát bọn họ nhiều lần trên mặt của bọn họ không có một dấu vết ngụy trang kiều đức trọng lại vội vàng nói kỹ thuật cài trang của cậu giỏi được bao nhiêu chứ lâm thần y giỏi nhất là cái gì là y thuật kỹ thuật cài trang của anh ta là vô song trên thế giới. Hoặc là không gọi là cải trang nữa. Anh ta có thể thay đổi khuôn mặt và cải trang thành viêm hận. Thật là đơn giản. Người căn bản là không nhìn ra được đâu. Nhưng gia chủ, cho dù Lâm Thần Y có cải trang khuôn mặt, còn giọng nói thì sao? Biểu hiện và phong thái của anh ta thì sao đây? Những thứ này đều là không thể nào ngụy trang. Kiều Đức Trọng sốt sáng nói, vẫn cố gắng cứu vớt, nhưng vô ích. Không cần phải nói nữa, Đồ ngốc, lúc này ngươi còn tin vào thủ đoạn của Lâm Thần Y, ta nghĩ ngươi đã bị Lâm Thần Y làm cho sợ rồi, đồ phế vật vô dụng. Kiều Long Nam có hơi nóng này, ông ta xua tay, khịt mũi lạnh lùng, hai người các ngươi là tên khốn kiếp, Kiều Tín Mạnh này, hãy về nhà họ Kiều nhận tội, khi giải quyết được Lâm Thần Y, ta sẽ lấy lại được bảo vật gia truyền của nhà họ Kiều ta, rồi mới quay lại xử lý các ngươi. Nói xong, Kiều Long Nam từ trong tay lấy ra một chiếc khăn mặt màu đen đã chuẩn bị trước, đeo lên trên mặt đi về phía Sơn Trang. Những người còn lại trong nhà họ Kiều ngay lập tức bịt mặt ngụy Trang và đi theo sát. Gia chủ, gia chủ! Kiều Đức Trọng và Kiều Trung Bảo hét lên, tuy nhiên vẫn vô ích. Ba người bọn họ chỉ có thể nhìn Kiều Long Nam dẫn người của nhà họ Kiều quay về Sơn Trang. Nhà họ Kiều lần này hết thật rồi. Kiều Đức Trọng thì thào, sắc mặt xám ngoét. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 261 mang tên Bí mật đồng trời của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần y ở rể tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ chuyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh chuyện nhiều hơn, ủng hộ kênh chuyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.